Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và trong cái thời gian vừa qua thì em đã review giới thiệu qua với những cái bác thường hay hỏi em về những dòng touring của Merida. Thì những giới thiệu trước thì em đã giới thiệu qua cái dòng của Merida X-Looper, dòng X-Looper 500. Và hôm nay em về thêm một chiếc X-Looper cũng là dòng Merida X-Looper 500, cũng là dòng Merida cao cấp của touring. Và có tông màu là rất là sáng và bóng đó nhá, màu trắng, điểm chỉ màu đỏ trên khung xe rất nổi bật. Và xe cấu hình rất là cao cấp. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì xe được trang bị với bộ khung màu trắng, tông màu trắng, điểm chỉ những cái màu đỏ trên khung xe. Đây là một dòng Merida X-Looper 500. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Và trong thời gian vừa qua thì em đã có giới thiệu về cái dòng X-Looper này qua rồi. Thì cũng được rất nhiều các bác quan tâm. Thì hôm nay em về thêm một chiếc nữa với xe màu trắng. Đây cũng là một mẫu tô cao cấp của Merida. Xe làm từ hợp kim nhôm. Tổng thể em đánh giá xe từ 85-90% xe. Đấy, là nhìn rõ cái khung hình xe đây. Đây là những vết bẩn ố trên khung xe nhé. Em chưa thời gian lau chùi đâu. Các bác phải về, phải lau chùi qua. Tầm 90% xe cũng còn rất là đẹp các bác nhé. Đây cũng là một mẫu touring cao cấp mà bên em đã review được không phải đang vừa qua rồi. Dòng Merida X-Looper 500, model 500. Cổ quốc ghi đông chính hãng của xe Michelin. Nguyên bản trong xe. Cặp cái lóng Mazda Facebook, bản to, còn rất chắc và êm tay các bác nhé. Và xe vẫn được sử dụng với bộ cấu hình Shimano cao cấp, trang bị với 9 tầng lip. Đấy. Phanh V của Avis. Bên phải em được xe được trang bị với 3 tầng đĩa của chính hãng Shimano. Và dòng Merida X-Looper này được rất nhiều bác quan tâm trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay bên em mới về một mẫu mới đây, có màu trắng, điểm chỉ đỏ trên khung xe rất là nổi bật. Càng xe cũng còn rất đầm mới và đẹp các bác nhá. Càng nhôm, cái dòng nhôm cao cấp này thì được sử dụng với bộ càng không bối hàn. Lần này bên em xe về cao cấp hơn so với xe mẫu X-Looper lần trước là được sử dụng với cấu hình Tiagra, Mayer chính hãng của Tiagra, Mayer nhôm Shimano Tiagra, có thể thấy rõ đấy. Mayer chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer nhôm Shimano Tiagra rất là cao cấp. Tâm hay được gọi là đũa inox các bác nhá. Chống gì? Các bác có thể đi mưa gió thoải mái luôn. Đây, chân căm chân đũa cũng là inox các bác nhá. Vành nhôm hai lớp. Lốp còn rất là mới. Và kích thước lốp là 700x32C. Đây là kích thước lốp khá là cơ bản của những dòng mẫu touring trên thị trường hiện nay. Đây là cặp Mayer nguyên bản theo xe. Mayer nhôm Shimano Tiagra. Tâm hay gọi là đũa inox. Đấy. Giúp các bác phải đi mưa gió thoải mái luôn. Rất sáng và bóng. Đùi đĩa trục rỗng FSA. Thì như các bác biết thì đùi đĩa FSA là thương hiệu Mỹ rất nổi tiếng về dòng xe phụ tùng rồi. Đùi đĩa nhôm trục rỗng FSA còn rất là mới luôn nhá. Xe được sử dụng với gạt đĩa Shimano. Đây là thông số size 47 đấy. Đằng sau xe sử dụng cái củ đề Shimano Tiagra. Rất là cao cấp các bác nhá. Xe được trang bị với 9 tầng lip còn rất là mới.
xích clip đây, các bạn thấy rõ em quay cả cho bác xem. Xích clip còn rất là mới, chính hãng nguyên bản cho xe. Đằng sau xe cũng được sử dụng với Mayer nhôm Shimano Tiagra rất là cao cấp, vành nhôm hai lớp. Gạt cọc yên cũng của Medida. Yên xe thì yên xe của WMTB, đây là một hãng yên rất là nổi tiếng, Sliver Relolo, thương hiệu hình chú gấu đằng sau, hình con mặt hổ. Đấy. Thương hiệu chuyên về những dòng yên cao cấp của dòng mountain bike, dòng địa hình. Yên rất là chắc chắn đó nhá. Yên cũng là rất là đẹp. Thương hiệu WMTB. Và cái chiều thông size của cái size đứng của xe là size 47. Thì ở các bác là 1m6 1m7. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip này. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Tiagra và Mayer cũng của Tiagra luôn. Xích clip của rất là mới, các bạn thấy rõ xuống clip rất là mượt mà, chuyển động rất là trơn tru quá nhé. 9 tầng clip rất là cao cấp của dòng Koenig. Bên đây phải em là đùi đĩa FHA, đùi đĩa rụng rỗng, 3 tầng đĩa xuống đĩa. Vâng, lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru quá nhé. Xe được sử dụng với đùi đĩa rụng rỗng FHA rất là cao cấp, đùi đĩa nhôm. Đây là một mẫu tua đinh cao cấp của dòng Media X-Looper 500. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc tua đinh cao cấp của Media X-Looper 500 với cái tông màu trắng. Xe được trang bị với nguyên một group Shimano Tiagra, Mayer cũng của Tiagra. Và xe giá rất tốt bên em là 8.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên đồ cũ. Đây, Kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm Kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.